ngồi xuống. Tôi thấy đứng ngồi hồi nãy em kêu đứng rồi sao anh ngồi xuống. Rồi đứng lên cái ào cho em. Nó đỡ không chưa? Đỡ. Đương nhiên. Nó còn nguyên một bịch ở trong này. Riêng cái trường hợp nào mà nặng quá tụi em sẽ note lại. Ha. Thì cái dạng là A, B, C đổi lên nó là cho lát nữa tí xíu nữa là ra ngoài. Rồi nói nhân viên trong này nói bảo là đăng ký lịch đi mỗi ngày. Thì ở ngoài bộ phận người ta nhận lịch đó, người ta sẽ note lại. Mà khi anh gọi vô nói anh cái người bệnh tình A, B, C nó nhìn vô biết phân loại A, B, C độ này kia nọ đó. Thì nó biết để cho anh đăng ký lịch đi mỗi ngày. Chứ nhiều khi mọi người mà không có bị nặng á, họ đăng ký đi mỗi ngày giống như lại đi massage mà không có bị gì hết, lại đây giống như massage rồi mình muốn chừa cái sức đó cho người khác, anh hiểu không? Như anh đó là cũng phải là cần cái sự ưu tiên, tại vì anh bị nó nặng rồi cần phải mà tới tụi em mỗi ngày để tụi em dùng thuốc rồi em đắp lên, lấy cái hộp thuốc ra cho chút. Đó. Cho nên anh thử nè, cái tổ này tím hết luôn nè, tím hết nguyên khớp gối luôn nè. Này bó thuốc kia mà nó nóng mà nó lỡ vậy luôn. Bó bao lâu? Này bó cũng 2-3 chỗ. Cái này là thuốc này bên em nó hoàn toàn bằng thảo dược chứ nó không phải là mật cưa nha. Mà cái máy này tụi em hỗ trợ cho anh là không có lấy tiền. Cho nên là anh nhớ là mỗi ngày anh qua để tụi em hỗ trợ cho cái khớp của anh. Và bó thêm thì nó giúp cho nó giảm cái sự mà xương khù này cũng như là cái tủ cái dịch của trong đó nó nhiều quá. Của anh nó bị hơi bị nhiều đó chứ không phải chơi đâu. Đây là anh này anh bị nè, khớp gối nè, dạng bị nặng luôn á. Chứ không phải là chơi. Thứ nhất á, để mà massage dùm cho anh cái khớp gối và hỗ trợ thêm thuốc đắp và duy trì mỗi ngày để tha cái này lên 3-4 lần cho mỗi ngày. Phần này nó đẩy lùi những cái xương khù này cũng như là nó khai thông lại khí huyết cho anh. Cái đó là cái bổ trợ về cái phần sau. Phần trước là em phải sửa lại dùm anh cái này ha, cho nó nhẹ lại chút xíu. Rồi đắp thêm thuốc, rồi về nhà anh phải tiếp tục phải tha cái này cho tới khi nào anh cảm thấy khỏe ra thôi. Anh cứ đến đây tụi em làm tiếp tục tới khi nào anh cảm thấy khỏe ra thôi, rồi không có tốn đồng bạc nào hết nha. Chỉ có anh mua cao về anh sử dụng thôi. Bắt đầu cái ca này, con nói cái ca này bắt đầu qua tuần cho tối thiểu cũng phải là 2 ngày đến một lần nha, chứ không phải đừng để lâu quá. Thì tại dập thuốc liên tục vô cho ảnh để cho nó rút ngắn được cái thời gian để cho nó lành ở bên trong nha. Nó lại cái ca này. Ai đi hát về đau lưng? Hát cũng đau lưng hả? Giờ cầm cái micro 500 tạ, 500 kg hay là cầm micro đó là 5 gram. Trời đất ơi, hát ở đâu mà nó mà đau lưng chứ ông ca sĩ này. Ca sĩ cũng đau lưng nữa. Rồi tha thuốc lên đây đi mấy đứa ơi. Anh đi tới lui giúp em kiểm tra coi. Nó xỉa một bên luôn. Công nhận nha. Cái chân của anh trông từ nhỏ tới lớn hay là nó mới bị sau thời gian này? Bệnh do này nó xỉa luôn cái chân cong vậy hả? Chứ lúc trước hồi xưa anh không có cong như vậy. Rồi anh tới đây anh đứng giùm em ha, hai chân đứng như vậy bình thường ha, giữ hai bàn chân nó song song với người ha. Rồi anh để hai tay anh ngồi xuống nhẹ giùm cho em. Rồi xuống được sâu không? Tức đau luôn. Đau dữ lắm hả? Rồi anh tự nó lên nha. Rồi tha vô khớp gối đi con. Nằm đưa cái đầu lên. Rồi xây chục khớp gối. Xây đi.
rồi cái chai gạo bằng bên này tha đều hết chưa? Dạ, xoay đi. Chân bên này anh không bị đúng không? Vậy lát nữa tha luôn cái khớp gối này cho chú luôn nha. Tha luôn hai bên nào đúng không? Lát bó thuốc bó hai bên luôn. Rồi anh cứ thả lỏng giúp em. Thả lỏng giúp em được rồi. Bùng cái rớp đúng không? Bùng rồi đúng không? Hết chưa? Thở. Ở đâu xíu. Rồi thả lỏng giúp em, thả lỏng cái giò này. Cứ thả lỏng đừng vòng gì hết ha. Cứ để nguyên giùm nha. Anh cứ thả lỏng anh đừng có nhát, anh đừng có sợ nha. Nó mắc quá nó xúc cái giò này em đưa, em cắt cái giò của em để qua cho. Đừng có lo, thiếu cái giò nào hết trơn á. Nghe cái cốp liền đó không? Đúng không? Đau. Đau lắm. Đau thấy mẹ luôn. Ông này nằm kế bên cung nó đau thấy mẹ. Nằm kế bên chưa hiên cung không? Tôi giật ông này bên ông bên kia giật mình. Nghe cái hết hồn luôn hả? Còn mua hàng Chánh Hải, cao số bắc thảo dược 8m thì gọi 1-900-888-663 hoặc lên website là 8sangbds.com. Thả lỏng đi. Rồi thả lỏng ngày mai là hết vô. Hết vô. Hết vô nữa. Thả mạnh nha. Ngồi xuống, cứ thấy đứng ngồi hồi nãy em kêu đứng rồi xong rồi ngồi xuống. Rồi đứng lên cái ào cho em. Nó đỡ không chưa? Đỡ. Đương nhiên. Nó còn nguyên một bịch ở trong này. Rồi lấy thuốc ở đây. Cái này tập thể dục rồi, anh tập cái gì đó? Cái của anh hả? Tốt nhất là anh nó trong cái thời điểm này anh phải tập. Đi bộ đi xa đi không nổi. Đương nhiên. Tôi nói anh tốt nhất tại vì cái trong này của anh dịch nhóc luôn nè. Tốt nhất là nó gắng cố gắng mỗi ngày qua bên tôi để đưa cái này vô nhiều nè. Ha. Qua bên đây để tôi đưa cái này vô nhiều mỗi ngày nè. Rồi bên cạnh đó thì anh tha cao vô mỗi ngày nữa. Trừ khi nào mà anh giờ đâu cho cái khớp gối của anh á nó dịch á mà nó giảm nhiều đó. Anh đi chụp lại phim lần nữa cho tôi. Chứ khi nào mà anh chụp phim mà nó trong đó anh thấy cái mô mềm nó không còn phù lên nữa. Với lại cái ổ dịch đó mà nó, anh thấy nó trong lại nó không còn đen mà nó tới tủa mà nó đen đỏ luôn á. Đỏ đen luôn á. Thì lúc đó anh muốn tập gì anh tập. Rồi chế độ ăn uống bắt buộc là phải mỗi ngày cải thiện rồi giúp em nha. Coi cái đồng hồ để anh lát nữa dặn anh Tháo nè. Mấy rồi anh ngồi lùi xích đó. Đó. Rồi bó thêm cái chân này cho chú. Cái nào bó thêm cái chân này. 20 phút sau kêu chú Tháo. Tất cả mọi người á đến đây Sang hỗ trợ miễn phí. Sang đều có những cái giấy tờ để kiểm tra sức khỏe cho bà con trước khi Sang làm. Giúp giùm người ta là một chuyện, nhưng mà phải coi được cái sức khỏe của người ta đang ở trạng thái nào. Và đồng thời mình coi họ cấu trúc xương của họ có bị rạn nứt gì chưa. Nếu mà rạn nứt rồi mình khuyên người ta để nó can thiệp về cái y khoa, mình không thể nào mình giúp được. Cái nào nằm trong khả năng nào mà sự hiểu biết nào của mình là mình làm mình giúp người ta, còn cái nào ở ngoài khả năng không làm được thì Sang điều lưu lại thông tin. Đó, mỗi người nó đến đây lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đi bao nhiêu lần rồi, rồi sau đó mới họ để cho họ một cái sự đánh giá là có sau những lần họ đến họ có được cải thiện hay không. Nếu không cải thiện thì tốt nhất khuyên người ta ở nhà đó. Mà đến mà nó có được cái cải thiện thì mình mới tiếp tục mình giúp cho người ta, và mình xem được cái góc độ của người ta được cải thiện ở bao nhiêu. Và khuyến khích cái điều mà Sang luôn khuyến khích mọi người là có nghĩa là cái giai đoạn đầu là mình massage và tập vật lý trị liệu, đưa cấu trúc
cơ xương khớp của người ta nó trở về vị trí ban đầu, đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là bắt buộc phải sử dụng cái này. Nếu có liên quan gì đâu, nhất cơ xương khớp mà bên Sang hỗ trợ rồi, bắt buộc rồi phải xài này, bắt buộc là phải tại như thế nào. Tức là những cái cấu trúc khi mà nó bị tắc nghẽn, nó bị chèn ép, nó bị lệch ha. Rồi khi đó nó dẫn đến những cơn đau bởi cái khí huyết của mình nó không ly thông, lưu thông được. Khi mà mình đưa cấu trúc cơ xương khớp mình nó về vị trí ban đầu rồi, cái phần bị tắc nghẽn nó đã bung ra rồi. Khi mà nó đã bung ra rồi á ha, thì xương địa điểm của mình nó nằm lại vị trí nhưng nó chưa có gọi là xong. Cái giai đoạn đó là chỉ giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai, khi mà những cái phần mà bị chèn ép nó bung ra rồi đó, nhưng những cái vấn đề mà bị tắc nghẽn vẫn còn bởi những cái dịch lâu năm, những cái trong cái ngày tháng mà bị đau lâu ngày, nó bị tắc nghẽn những cái khí huyết mình, nó giống như cái ống nước bó lại vậy nè, nó tắc nghẽn nó thành những cái ổ dịch, và những cái ổ dịch nó không lưu thông, mà mỗi ngày một bữa nó sưng, nó sưng phù nề ở bên trong. Từ cái sưng phù nề đó nó dẫn tới cái sưng nhiều, nó làm ảnh hưởng tới cái mô mềm bên trong, bên cái phần khác nữa. Thì cho nên là sử dụng cái cao để mà làm sao nó giúp, nó hỗ trợ, bổ trợ cho cái việc mà giảm sưng đau nhất cái mô mềm ở bên trong, và nó khai thông khí huyết lại, nó đẩy lùi những cái ổ viêm nhiễm lại. Cái điều đó là cái điều Sang luôn kết hợp giữa thằng này với cái phương pháp massage, việc lấy trị liệu giúp hỗ trợ cho bà con. Thì may ra được hỗ trợ cho bà con, nó có được cái chất lượng cuộc sống nó thoải mái hơn đó. Còn những ai nào bị nhẹ thì mua cao sau bóp Sang về tự xoa, và xem những cái video Sang hướng dẫn để cách để mình xoa làm sao, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đến đây Sang hỗ trợ hoàn toàn miễn phí tất tần tật, chỉ riêng mua cao sau bóp về để sử dụng thì mọi người mới bỏ tiền ra mua thôi.